Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục các thao tác với chuỗi trong Java. Thì lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi tất cả các tự hoa trong chuỗi về đổi tất cả các tự trong chuỗi, ký tự hoa, ký tự viết hoa trong chuỗi về thành chữ thường. Thì cũng như video trước thì mình cũng có hai cách, một là thủ công, hai là nhanh. Thì cách thủ công giống như trước thôi. Nếu như các bạn lần trước các bạn để ý ấy, thì là ở trong bảng for thì mảng y sẽ bằng mảng y cộng với 32 đúng không? Còn lần này thì mình chỉ trừ, còn lần này thì mình thay đổi thành dấu cộng thôi, là tất cả cái tự trong chuỗi đều các tự viết hoa trong chuỗi là thành chữ thường luôn. Và cách thứ hai là dùng hàm to lowercase. Đây các bạn nhìn này, a1 bằng a1 to lowercase là biến đổi tất cả các tự viết hoa trong chuỗi về chữ thường. Bây giờ mình sẽ run code nhé, sheet F6, nhập vào chuỗi, mình sẽ nhập vào tên của mình, quên phải viết hoa nhỉ, mặc quen du, rồi các bạn nhìn chưa, nó biến tất cả các tự về chữ thường luôn. Tiếp theo mình sẽ run bên này nhé, sheet F6, nhập chuỗi F1 này, mặc run du 1995 du đây nhập quen thói đây. Có một lỗi xảy ra, đó là hàm này có một lỗi là khi mà gặp dấu cách ấy, nó cộng đến thêm thằng 32 thì nó sẽ là dấu, nó là chữ a còng trong bảng mã ASCII ấy, nó là số chữ a còng. Thì để khắc phục cái lỗi này đơn giản thôi, mình chỉ cần cho một hàm if, cho một câu lệnh if vào đây, if này mà chữ y mà nó khác phải khác nhá, phải khác cái chữ cách này thì mình mới thực hiện công việc và biến nó về chữ hoa. Để biến về trong hoa đây, quên. Xong CF6 run lại, sẽ nhập là mà run du enter rồi ngon này. Video của mình xin được kết thúc đây, chúc các bạn học được trình vui vẻ.